Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA đã chính thức được ký kết. Đây được xem là một cột mốc mới trong quan hệ Việt Nam-EU. Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đã được huy động để chữa cháy rừng cùng nhân dân các tỉnh miền Trung. Hiện nay cơ bản các điểm cháy đã được khống chế, nhưng nguy cơ bùng cháy trở lại là rất cao. Việt Nam và Trung Quốc phối hợp tìm kiếm 9 ngư dân của tỉnh Nghệ An mất tích trên biển hôm 28 tháng 6. Chiều nay 30 tháng 6, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có cuộc gặp lịch sử với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại bàn môn điếm. Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vừa rồi là một số nội dung sẽ có trong bản tin hôm nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 6. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Sau một thời gian dài đàm phán, thì vào ngày hôm nay 30 tháng 6 tại Hà Nội, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA đã chính thức được ký kết. Không chỉ cắt giảm thuế quan, đây là những hiệp định rất toàn diện, trải rộng từ hàng hóa, đầu tư, mua sắm chính phủ, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ, phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, đồng thời vẫn đảm bảo chính phủ cả hai phía có quyền điều tiết các lợi ích của công dân. Và đây được xem là một cột mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam-EU. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ ký. Trước sự chứng kiến của đại diện chính phủ Việt Nam và các quan chức Liên minh châu Âu-EU, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA đã chính thức được ký kết. EVFTA được coi là một hiệp định toàn diện, chất lượng cao và đảm bảo cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EU, đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, cũng như đã lưu ý đến chênh lệch về trình độ phát triển giữa hai bên. Đặc biệt, với gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế sau một lộ trình ngắn. Đây là mức cam kết cao nhất mà một đối tác dành cho Việt Nam trong các FTA đã được ký kết. Khác với FTA khác, EVFTA yêu cầu mở cửa thị trường với gần như 100% dòng thuế sẽ được cắt giảm thuế quan trong vòng 7 năm. Ngay sau năm 2020, hơn 85% dòng thuế sẽ về không, chiếm tới 70% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Đối với xuất khẩu của Việt Nam, ngay khi EVFTA có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Sau 7 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đối với khoảng 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại, EU cam kết dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%. Đối với hàng xuất khẩu của EU, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế quan ngay khi hiệp định có hiệu lực với 48,5% số dòng thuế, chiếm 64,5% kim ngạch nhập khẩu. Tiếp đó, sau 7 năm, 91,8% số dòng thuế, tương đương 97,1% kim ngạch xuất khẩu từ EU được Việt Nam xóa bỏ thuế nhập khẩu. Phát biểu tại lễ ký kết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định EVFTA không chỉ tạo điều kiện để nâng cao kim ngạch hai chiều, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, giúp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị mới. Đã ký hai hiệp định về thương mại EVFTA và đầu tư EVPA là những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với tiêu chuẩn cao, toàn diện, độ mở lớn và cân bằng lợi ích. Sự liên kết tổng hòa các hiệp định quan trọng này sẽ nâng cánh quan hệ Việt Nam và EU lên tầm cao mới mang tính chiến lược. Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang nổi lên, các thách thức an ninh phi truyền thống còn lớn, thương mại toàn cầu đối mặt với nhiều khó khăn, sự hợp tác hai bên và ký hiệp định hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tư duy mạnh mẽ, tầm nhìn chiến lược của cả Việt Nam và EU là hai nền kinh tế mang tính bổ sung cho nhau, cùng hợp tác, cùng có lợi và cùng phát triển hướng về tương lai tươi sáng, đóng góp cho sự phát triển bền vững và cho hòa bình, ổn định và phát triển. Trong khi đó, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA bao gồm các quy định hiện đại về bảo hộ đầu tư, cho phép việc thực thi và triển khai thông qua hệ thống mới tòa án về đầu tư,
đồng thời vẫn đảm bảo các chính phủ cả hai phía có quyền điều tiết các lợi ích của công dân. Hiệp định này sẽ thay thế các hiệp định đầu tư song phương mà 21 nước thành viên EU đã ký với Việt Nam, triển khai một khung pháp lý mới, đảm bảo ngăn ngừa xung đột về lợi ích cũng như tăng cường minh bạch. Hiện nay đầu tư của EU và Việt Nam vẫn ở mức khiêm tốn, nhưng với hiệp định này, chúng tôi hy vọng sẽ có sự đầu tư mạnh hơn nữa vào cả hai thị trường khi mọi người có niềm tin từ hiệp định này, mang lại kim ngạch tốt hơn, chất lượng cao hơn, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của Việt Nam cũng như EU. Trong hiệp định này còn có hệ thống tòa án để giải quyết tranh chấp của các bên. Tôi hy vọng rằng hiệp định này sau khi ký kết sẽ sớm được phê chuẩn, mang lại lợi ích cho người dân. Đây cũng là thông điệp gửi tới thế giới về sự hợp tác trong bối cảnh bảo hộ mậu dịch đang diễn ra ở nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới hiện nay. Chúng tôi mong muốn hợp tác thêm với Việt Nam để mang lại lợi ích cao nhất, giúp Việt Nam tăng trưởng bền vững. Hiệp định thương mại tự do được EU và Việt Nam ký ngày hôm nay sẽ được trình lên Nghị viện châu Âu và Quốc hội Việt Nam để phê chuẩn. Sau khi được phê chuẩn, EVFTA sẽ chính thức đi vào hiệu lực. Trong khi đó, IPA cần sự phê chuẩn của các nước thành viên EU tuân thủ theo các tiến trình nội bộ của từng nước. Cùng với các FTA khác như CPTPP, thì hai hiệp định được ký ngày hôm nay giữa Việt Nam và EU sẽ cộng hưởng tạo nên sự phát triển đột biến nền tảng, giúp hướng tới sự phát triển cũng như là tiến bộ xã hội và sẽ giúp cho Việt Nam của chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn về luật pháp cũng như là thể chế. Với việc xóa gần 99% thuế quan giữa EU và Việt Nam trong lộ trình 10 năm là một cơ hội đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với cơ hội thì thách thức khi EVFTA có hiệu lực là không nhỏ. 20% là con số tăng thêm của kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang EU vào năm 2020 khi EVFTA có hiệu lực. Một con số vô cùng ấn tượng. Và sẽ không dừng lại ở đó. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường rộng lớn nhưng khó tính này sẽ còn được dự báo tiếp tục tăng thêm 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030. Như vậy, xét về mặt vĩ mô, tăng trưởng xuất khẩu với mức kỳ vọng như trên sẽ đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP của Việt Nam những năm tới đây. Theo như dự đoán của các nhà kinh tế, dự báo của các nhà kinh tế Việt Nam và kinh tế nước ngoài, thì GDP của Việt Nam sẽ tăng đến từ 2,15 đến 3,25% ngay trong năm nay, cái thời hạn từ nay đến năm 2023. Thế còn đến cái giai đoạn từ năm 2029 đến 2033 thì cái GDP của Việt Nam sẽ tăng thêm lên được đến từ 7,07 đến 7,7%. Thì đấy là quá tuyệt vời. Bên cạnh lợi ích về tăng trưởng kinh tế thì một số ngành mũi nhọn của Việt Nam như gạo, cà phê, mật ong, chăn nuôi, hoa quả, thủy sản đều được hưởng ưu đãi ngay từ những năm đầu tiên. Tiếp đó là ngành dệt may, giày da, đồ gỗ, tin học đều được hưởng nhiều ưu đãi theo lộ trình. Về dệt may và giày da ấy, thì sở dĩ đây là một cái mặt hàng mà đã có cái chỗ đứng ở khu vực Đông Âu rồi. Và sau khi mà Việt Nam ký kết được FTA với lại EU thì cái mặt hàng này có khả năng xâm nhập vào cái thị trường khó tính đó là Tây Âu. Và điều này thì rất có lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam. Cái thứ hai nữa là về thủy sản. Trước khi mà Việt Nam với lại EU ký FTA với nhau thì là cái mặt hàng này đã từng bị đưa ra cái thẻ vàng với là cái vấn đề đó là an toàn thực phẩm cũng như là cái nguồn gốc xuất xứ. Nên là khi mà việc hai bên ký kết được FTA với nhau thì cái một mặt cái mặt hàng này có khả năng nâng cao được cái chất lượng. Cái thứ hai nữa là có khả năng xâm nhập vào những cái thị trường khó tính ở châu Âu. Về an ninh không phải dễ. Nếu như mà ta không biết chơi, còn nếu biết chơi thì lại rất dễ. Vì người ta, cái kinh tế của người ta, mọi cái của người ta nó rất minh bạch. Chính phủ Việt Nam đang rất nỗ lực để hóa giải những thách thức này. Sau khi EVFTA được ký kết, Việt Nam sẽ có chương trình hành động tổng thể, toàn diện, xây dựng kế hoạch tổ chức thực thi, luật hóa phù hợp các cam kết đã ký, xây dựng các cơ chế, mô hình liên kết
để quản lý nhà nước gắn với doanh nghiệp, người dân nhằm tạo thuận lợi cho quá trình thực thi, điều chỉnh chính sách, đảm bảo mang lại hiệu quả cho nền kinh tế. Trưa nay, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trực tiếp đến hiện trường cháy rừng tại xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh để động viên các lực lượng chữa cháy rừng. Đám cháy tại xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh được phát hiện tại khu vực rừng thông 15 năm tuổi và keo lim thuộc thôn Nam Sơn, sau đó lan sang khu vực thôn Sơn Thủy, xã Sơn Lễ. Khu vực này có khoảng 85 hộ dân sinh sống nằm sát bìa rừng. Sau hơn 10 giờ kể từ khi phát hiện đám cháy bùng phát, tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hương Sơn đã điều động lực lượng gần 1.000 người, gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ và quần chúng nhân dân phối hợp tập trung mọi phương tiện chữa cháy. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi dốc, gió lào quật mạnh, nắng nóng lâu ngày, nhiệt độ cao nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Tại hiện trường cho thấy việc khống chế đang chỉ là bước đầu, nguy cơ bùng cháy trở lại là rất lớn. Cùng với việc dập lửa, mở đường băng cản lửa, lực lượng quân đội công an đã phân công cán bộ chiến sĩ giúp người dân di chuyển đồ đạc, gia súc, gia cầm ra khỏi vùng nguy hiểm. Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống cháy rừng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu các lực lượng phải tập trung làm đường băng cản lửa, ngăn lửa rừng lan ra diện rộng, đồng thời tập trung lực lượng, phương tiện sẵn sàng chữa cháy nhà dân và triển khai phương án di rời các hộ dân gần bìa rừng, phải đảm bảo an toàn cao nhất cho tính mạng và tài sản của người dân. Ngay sau khi đám cháy được khống chế kiểm soát, đồng chí Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã họp rút kinh nghiệm tại hiện trường. Trước tình hình nắng nóng gay gắt và hanh khô diễn ra trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng rất cao, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu địa phương phải chỉ đạo lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong công tác chữa cháy rừng. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng, xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm khi để xảy ra cháy rừng. Thưa quý khán giả và các đồng chí, trước diễn biến thời tiết nắng nóng dài ngày, nhiều tỉnh trên địa bàn miền Trung đã xuất hiện tình trạng cháy rừng. Và hiện nay thì những vụ cháy rừng đã liên tiếp xảy ra tại các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đã được huy động để chữa cháy rừng cùng nhân dân. Nhiều gia đình đã phải sơ tán, tránh nguy hiểm. Đã 22 giờ, ngày 29 tháng 6 năm 2019, thì tôi đang đứng ở địa bàn xóm 7, xã Xuân Hồng, huyện Minh Quang, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đang đóng cháy, đang xảy ra dữ dội. Nữa đây là cán bộ chiến sĩ trực trường của đảng quân khu, trong đó có là cả đơn vị bộ tham mưu của chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đang trực tiếp chữa cháy. Mặc dù là sóng rất là cao, không thể đụng cháy tất cả mọi thứ, nhưng mà cán bộ chiến sĩ cả đơn vị vẫn là sẵn sàng đối diện với cái nóng đó để dập tắt cả đám cháy, bảo vệ bình yên cho nhân dân. Đã hai ngày nay, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 31 bộ tham mưu quân khu 4 cùng các lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội biên phòng và công an cùng với bà con thay nhau thức trắng đêm để chiến đấu với giặc lửa trên đỉnh núi Lam Hồng. Điều kiện địa hình đồi núi hiểm trở, lửa cháy mạnh, nhưng các đơn vị luôn quyết tâm ngăn lửa bằng được. Mặc dù ngọn lửa cháy rất lớn, khó có thể kiểm soát được, nhưng mà em và mọi người cùng chung tay góp sức để khống chế ngọn lửa, để bảo vệ rừng và bảo vệ tài sản tính mạng nhân dân. Một trong những khó khăn trong quá trình chữa cháy rừng tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân hiện nay là địa hình núi cao, vách đứng, lá khô cùng gió lào mạnh nên lửa luôn bốc cháy mạnh và lan rộng. Vì vậy, bộ đội chỉ dùng được các phương tiện đơn giản, gọn nhẹ như máy phụt hơi và các dụng cụ dập lửa bằng tay. Tiểu đoàn đã phân công các lực lượng và thay ca nhau làm việc với tinh thần trách nhiệm xuyên đêm để bảo vệ cái rừng, bảo vệ cái tài sản của nhân dân, đồng thời cũng đảm bảo cái an toàn tuyệt đối cho cán bộ chiến sĩ cũng như lực lượng phương tiện của đơn vị. Cũng tại Hà Tĩnh, trong suốt hơn 48 giờ qua, các chiến sĩ và toàn thể người dân đã phải gồng mình trong biển lửa để cứu rừng trên nhiều huyện. Hơn 50 hectare rừng đã bị thiêu rụi và hàng trăm hộ dân buộc phải di dời khẩn cấp.
toàn thể lực lượng tham gia đã phải thức trắng đêm để dập lửa và cứu rừng. Cái ngọn lửa nó cháy khi nó âm ỉ, nên nó dễ bùng phát khi có gió, mà đặc biệt là trời gió, cái là thì lại ngọn lửa nó chuyển hướng. Cho nên là cái phương pháp không có phương pháp gì hơn đó là mình chỉ có là phát thực bi đường băng cản lửa để tránh cái lây lan. Đã có hơn 80 hộ dân buộc phải di rời khẩn cấp. Trong đêm qua, còn những người dân sống cạnh bìa rừng cũng đã chủ động di chuyển tài sản đến nơi an toàn, sẵn sàng di rời khi có lệnh. Các cái đồ vật đồ mà quan trọng là chúng tôi đã chuyển đi gửi rồi, còn là coi như là con người và một số đồ khác nữa thì khi sau khi mà có lệnh chuyển là chúng tôi sẽ sẵn sàng chuyển. Hiện toàn bộ lực lượng vẫn đang ứng trực, mệt mỏi, nóng rát, thế nhưng tất cả mọi người đều gồng mình trong biển lửa để cứu rừng, bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân. Những bữa cơm ăn vội, những giọt mồ hôi đổ xuống với hy vọng có thể cứu lấy những cánh rừng xanh tươi. Tại tỉnh Hà Tĩnh, tình hình cháy rừng đang diễn ra rất nghiêm trọng. Cùng với các lực lượng khác, quân khu 4 đang huy động số lượng lớn cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia chữa cháy rừng tại các huyện trên địa bàn. Và để nắm rõ hơn về tình hình tại hiện trường, chúng tôi đã kết nối với Thiếu tướng Trần Khắc Bang, Phó Tham mưu trưởng quân khu 4, hiện đang có mặt tại tỉnh Hà Tĩnh, trực tiếp chỉ đạo lực lượng vũ trang quân khu 4 chữa cháy rừng. Alo. Thưa Thiếu tướng Trần Khắc Bang, xin đồng chí có thể cho biết về tình hình cháy rừng tại Hà Tĩnh hiện nay. 18 giờ chiều nay trên địa bàn của tỉnh Hà Tĩnh thì cơ bản vị trí địa điểm cháy của khu vực Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân thì đã được khống chế và dập tắt. Địa bàn của huyện Hương Sơn gắn liền với 6 xã của huyện Hương Sơn thì đang còn có cháy, và địa bàn của Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh, khu vực rừng bảo tồn gần hồ Kẻ Gỗ cũng đang có cháy. Khoảng 14:30 chiều nay ở địa bàn thành phố Hà Tĩnh có trận mưa rào lớn, và theo đó thì các cái hướng của ba huyện miền núi phía Tây của tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang còn ảnh hưởng gió lào khoảng cấp 3, cấp 4, và vẫn đang còn ở tình trạng nắng nóng, cho nên vẫn còn tiềm ẩn thì nguy cơ cháy kéo dài. Thưa đồng chí, lực lượng vũ trang quân khu 4 đã và đang huy động phương tiện và lực lượng như thế nào để tham gia chữa cháy rừng? Ngay chiều hôm nay thì theo dự báo thời tiết như thế thì tư lệnh quân khu vẫn chỉ thị, và theo cái đề nghị của huyện Hương Sơn cũng như cấp ủy chính quyền của tỉnh Hà Tĩnh tăng thêm 500 quân của sư đoàn 324 vào hướng của Hương Sơn tổng hợp và theo dõi từ ngày 27 lại nay, và điều động khoảng 11.000 lượt người tham gia vào chữa cháy rừng, trong đó thì khoảng là 5.000 nhân quân tự vệ và khoảng hơn 200 phương tiện, có hơn 80 phương tiện quân sự phục vụ chở quân, chở nước để phục vụ cho nhiệm vụ vừa là sinh hoạt của bộ đội nhưng mà đồng thời là thực hiện chữa cháy ở trên địa bàn. Thưa đồng chí ạ, Thủ tướng Chính phủ vừa phát đi công điện về ứng phó cháy rừng trong cả nước. Và trong tình hình thời tiết khô nóng như hiện nay thì nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra ở nhiều địa phương, không chỉ là ở Hà Tĩnh. Vậy thì quân khu 4 đã có những cái phương án chuẩn bị như thế nào để ứng phó với những tình huống có thể xảy ra? Vì Thủ tướng Chính phủ có công điện của Thủ tướng chỉ đạo toàn quốc thì tư lệnh quân khu 4 cùng với ban chỉ đạo của quân khu đã triển khai ngay và nhắc tất cả các ban chỉ đạo phòng chống rút bão và thiên tai ở địa bàn của 6 tỉnh cũng như các đơn vị trực thuộc quân khu phải ngay lập tức kịp thời củng cố bổ sung và nắm vững tình hình phối kết hợp với địa phương để khi địa phương yêu cầu mà gắn liền với điều động lực lượng và phương tiện thì có mặt và ứng cứu xử lý, cùng với cái mục tiêu cao nhất là giúp người dân chữa cháy rừng, mục tiêu cao hơn nữa là không để thiệt hại tới tài sản của nhà nước cũng như con người và tài sản của nhân dân. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí. Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vừa tạm giữ hình sự ông Phan Đình Thành, 46 tuổi, trú thôn 7, xã Xuân Hồng, để điều tra hành vi hủy hoại rừng.
Vào trưa ngày 28 tháng 6 ở chân núi Hồng Lĩnh, ông Thành gom rác rồi châm lửa đốt. Do trời nắng nóng, gió phơn Tây Nam thổi mạnh khiến lửa bén đến khu vực rừng phòng hộ ở thôn 7 xã Xuân Hồng rồi lan ra các khoảnh rừng ở thị trấn Xuân An. Còn lửa bùng phát trong suốt 3 ngày qua đến 10 giờ ngày 30 tháng 6 thì mới được dập tắt. Theo thống kê ban đầu, hơn 30 hecta rừng thông, keo bạch đàn bị thiêu rụi. Nhiều lực lượng đang túc trực trên núi Hồng Lĩnh để ngăn lửa bùng phát trở lại. Nắng nóng kéo dài ở miền Trung trong suốt một tháng nay, nhiều khu vực không có mưa. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Phú Yên nằm trong vùng cảnh báo cháy cấp 5, tức là cấp cực kỳ nguy hiểm. Người dân cần cảnh giác, tuyệt đối không sử dụng lửa, không đốt thực bì gần rừng trong những ngày này. Gần một tháng qua tại Hà Tĩnh, nắng nóng đạt mức kỷ lục, có thời điểm lên đến 43 độ C khiến cho nguồn nước sản xuất sinh hoạt của người dân bị cạn kiệt, cây cối thì héo khô. Tại các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Kỳ Anh, nhiều diện tích lúa và cây trồng có nguy cơ bị mất trắng. Đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã gieo cấy được hơn 43.000 hecta lúa, đạt 98,91% kế hoạch. Tuy nhiên, do thiếu nước tưới nên diện tích lúa ở nhiều vùng đang đứng trước nguy cơ chết vì khô hạn. Ngoài ra, tại tỉnh Hà Tĩnh, có hơn 5.500 hecta cây ăn quả đã ra quả từ 2 đến 5 tháng tuổi, đang đối mặt với nguy cơ giảm năng suất. Hầu hết diện tích cây ăn quả của Hà Tĩnh đều tập trung ở các huyện nằm trong vùng hạn hán như là Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang. Còn tại tỉnh Quảng Trị, vụ hè thu cũng đang có nguy cơ bị mất trắng khi nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích lúa và hoa màu bị khô hạn nặng. Nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước ở các hồ chứa ở tỉnh Quảng Trị giảm mạnh. Hiện tổng dung tích các hồ chứa còn khoảng 25% so với dung tích thiết kế. Tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất vụ hè thu năm 2019. Gần 1.000 hecta lúa hè thu tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ đang gặp hạn nặng. Nếu những ngày tới không có mưa thì nguy cơ mất trắng là rất cao. Tỉnh Quảng Trị hiện có trên 2.400 hecta cây nông nghiệp bị hạn, trong đó trên 1.000 hecta bị hạn nặng. Chính quyền địa phương đã tiến hành các giải pháp chống hạn như đắp đập tạm để trữ và sơn cao mực nước bơm tưới cho lúa, điều tiết nguồn nước từ các hồ, lắp đặt các trạm bơm dã chiến. Các diện tích thiếu nước sẽ tạm dừng sản xuất hoặc là chuyển đổi sang các giống cây ngắn ngày. Tiếp theo trong bản tin, Việt Nam và Trung Quốc phối hợp tìm kiếm 9 ngư dân của tỉnh Nghệ An mất tích trên biển hôm 28 tháng 6. Khuyến cáo công dân Việt Nam cảnh giác khi ở Angola. Thông tin về việc tìm kiếm 9 ngư dân trên tàu cá của tỉnh Nghệ An đang mất tích tại vùng biển Bạch Long Vĩ. Trong ngày hôm nay, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục duy trì 14 phương tiện tại hiện trường, bao gồm tàu cứu nạn hàng hải SA 411, chỉ huy hiện trường, các tàu hải quân, tàu Pacific 01, tàu Tân Cảng Helnia và nhiều tàu cá tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Theo yêu cầu của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, hôm qua, Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Trung Quốc đã điều 2 lượt máy bay trực thăng và 3 tàu phối hợp tổ chức tìm kiếm. Trước đó, ngày 28 tháng 6 năm 2019, tàu Pacific 01 đã va chạm với tàu cá NA 95899TS, khiến tàu cá này bị lật úp tại vị trí cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 35 hải lý về hướng Nam. Trên tàu có 19 thuyền viên. Sau khi va chạm, tàu Pacific 01 đã hạ xuồng cứu sinh, cứu được 9 thuyền viên. Lực lượng chức năng tìm kiếm vớt được một thi thể thuyền viên. Hiện vẫn còn 9 ngư dân mất tích. Chiều nay, hai thuyền viên được cứu sống là ông Đinh Trọng Dũng, 57 tuổi, và anh Nguyễn Xuân Tuyến, 32 tuổi, cùng chú xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đã được tàu SA 411 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đưa vào bờ. Lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã thăm khám sức khỏe, hỗ trợ tặng quà động viên các ngư dân may mắn sống sót. Thi thể anh Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1981, được bàn giao cho gia đình để mai táng. Theo thông tin từ các thuyền viên được cứu, những thuyền viên còn lại bị mất tích đa số đang ngủ trong cabin. Hiện các lực lượng đang phải chạy đua với thời gian để triển khai tìm kiếm. Ngoài việc tiếp tục triển khai tìm kiếm trên mặt nước theo phần mềm SAROP, các lực lượng còn triển khai phương án tìm kiếm dưới mặt nước bằng giã cào, thợ lặn. Cùng với các phương tiện, thiết bị hiện đại của các lực lượng chức năng, các phương tiện của ngư dân cũng được đưa vào sử dụng để tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích. Tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, quy định mức tối đa giá vé máy bay là những chính sách có hiệu lực kể từ ngày mai, mùng 1 tháng 7 năm 2019.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở tăng từ 1.390.000 đồng lên mức 1.490.000 đồng trên một tháng. Mức lương này sẽ được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định, tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật. Từ ngày 1 tháng 7, thông tư 17/2019 của Bộ Giao thông Vận tải được áp dụng sẽ quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa, giá vé hạng phổ thông cơ bản cho một chiều đi cụ thể là: đối với đường bay có khoảng cách dưới 500 km có giá tối đa 1,7 triệu đồng, đối với đường bay khoảng cách từ 500 km đến 850 km có giá tối đa 2,2 triệu đồng, với khoảng cách đường bay từ 850 km đến 1.000 km có giá tối đa 2 triệu 790 triệu đồng. Đối với khoảng cách đường bay từ 1.000 km đến 1.280 km có giá tối đa 3,2 triệu đồng. Đường bay có khoảng cách từ 1.280 km trở lên có giá tối đa 3,75 triệu đồng. Từ ngày 1 tháng 7, sân bay Tân Sơn Nhất chính thức ngừng phát loa thông báo tại nhà ga quốc tế nhằm giảm thiểu tiếng ồn và xây dựng một sân ga im lặng nhằm mang lại cho hành khách sự thoải mái, dễ chịu. Đến tháng 10 tới, sân bay sẽ tiếp tục áp dụng tại nhà ga quốc nội. Thời gian tới, mọi thông tin về tình trạng chuyến bay sẽ được cập nhật trên các màn hình điện tử đặt trong nhà ga. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ còn phát thanh trong trường hợp thay đổi cửa khởi hành hoặc khi thật cần thiết. Chỉ trong 2 tháng qua đã xảy ra liên tiếp 2 vụ tấn công vào người Việt tại Angola làm 3 người thiệt mạng. Cả 3 nạn nhân này đều quê tại Hà Tĩnh. Đại sứ Việt Nam tại Angola cho biết các vụ cướp bóc ở quốc gia này diễn ra liên tục. Đối tượng mà các tên cướp nhắm tới phần lớn là những người nước ngoài, nhất là người châu Á. Chúng rất manh động, ra tay cả vào ban ngày. Đại sứ quán khuyến cáo bà con cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Angola cần hết sức cảnh giác, thận trọng khi ra đường, tránh mang những tài sản có giá trị lớn, không nên ra đường vào lúc vắng người, đêm tối để tránh các rủi ro. Đúng 9 giờ sáng nay 30 tháng 6, phà Vàm Cống trên sông Hậu chính thức dừng hoạt động, kết thúc nhiệm vụ sau gần 100 năm đón đưa khách qua lại đôi bờ Đồng Tháp, An Giang. Sáng nay, cán bộ và nhân viên phà Vàm Cống đã tổ chức một buổi lễ nhỏ kỷ niệm chuyến phà cuối cùng. Bến phà Vàm Cống đã hoạt động khoảng 100 năm. Tại đây có 170 nhân sự, 10 chiếc phà hoạt động liên tục, đưa đón khoảng 20.000 lượt xe cộ qua sông Hậu mỗi ngày. Theo dự kiến, sau khi dừng hoạt động tại đây, những chiếc phà sẽ được điều động về các bến khác trong khu vực. Các nhân viên cũng được bố trí công việc mới, đảm bảo cuộc sống. Trước đó, vào ngày 19 tháng 5, cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu, nối liền tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ, chính thức được thông xe, mở ra diện mạo mới cho mạng lưới giao thông đường bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với tính năng hiện đại, tiện ích, phù hợp với nhu cầu phát triển thời kinh tế thị trường của cầu Vàm Cống, và Vàm Cống đã chính thức hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức Liên minh Kỷ lục Thế giới World Kings đã xác lập kỷ lục vẽ tranh ngược kính bằng 10 ngón tay cho họa sĩ Đoàn Việt Tiến. Trong khoảng thời gian 6 phút 28 giây, họa sĩ Đoàn Việt Tiến đã hoàn thành xong 12 tác phẩm, phá vỡ 2 kỷ lục Việt Nam mà ông đã lập trước đó. Sau gần 30 năm sáng tác, họa sĩ đã hoàn thiện hơn 1.000 tác phẩm, trong đó có gần 200 bức tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhân vật lịch sử thế giới và Việt Nam. Bức tranh vẽ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với chủ đề tự tin đã được Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chọn trao tặng Tổng thống Hoa Kỳ trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ 2 tổ chức vào tháng 2 năm 2019 tại Hà Nội. Họa sĩ là người duy nhất cho đến thời điểm này trên thế giới có khả năng vẽ tranh sơn dầu ngược kính bằng 10 đầu ngón tay. Thay mặt cho tổ chức Liên minh Thế giới World Kings, ông Dr. Biswarup Rajahuri đã trao chứng nhận kỷ lục gia thế giới cho họa sĩ Đoàn Việt Tiến. Bản tin tiếp tục với các tin tức quốc tế. Hôm nay 30 tháng 6, nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tới thăm làng đình chiến Bản Môn Điếm thuộc khu phi quân sự DMZ nằm giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Tại đây, thì nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã gặp gỡ và có cái bắt tay lịch sử với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Cuộc gặp tuy ngắn ngủi nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia này. Chậm rãi bước qua làn ranh giới DMZ,
Tổng thống Donald Trump đã bước vào phần lãnh thổ phía Triều Tiên, trở thành tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đặt chân đến quốc gia này, đứng cùng tổng thống Trump ở ranh giới phía nam của DMZ. Chủ tịch Kim Jong Un bày tỏ hy vọng tổng thống Trump sẵn sàng loại bỏ mâu thuẫn trong quá khứ để hướng về tương lai. Đây là cuộc gặp lần thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo chỉ trong vòng hơn một năm qua. Sau khi chào hỏi và bắt tay nhau, tổng thống Donald Trump và chủ tịch Kim Jong Un đã tổ chức họp báo chung tại DMZ cùng với tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Phát biểu với báo giới, chủ tịch Kim Jong Un bày tỏ sự bất ngờ khi nhận lời mời của tổng thống Trump trên mạng xã hội Twitter. Ông Kim Jong Un cho biết ông muốn được gặp tổng thống Trump một lần nữa. Thực ra tôi rất ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn rằng ông muốn gặp tôi. Sau đó tôi nhận được lời mời chính thức cho buổi gặp ngày hôm nay vào chiều qua. Quan hệ tốt đẹp của chúng ta sẽ tiếp tục để tạo ra các sự kiện mà những người khác khó ngờ đến. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump cho biết ông vinh dự khi được bước qua ranh giới DMZ. Ông chủ Nhà Trắng cũng cảm ơn Chủ tịch Kim Jong Un vì đã xuất hiện kịp thời giúp ông Trump tránh khỏi những áp lực của giới truyền thông, dù ông Kim Jong Un mới chỉ nhận thông báo về cuộc gặp cách đây không lâu. Đây là một ngày tuyệt vời, một ngày huyền thoại và có ý nghĩa. Giới truyền thông sẽ nói rằng đây có thể là một khoảnh khắc lịch sử và tôi biết chắc nó sẽ như thế. Trước đó, ông Donald Trump đưa ra đề nghị gặp mặt Chủ tịch Triều Tiên qua Twitter, một hành động chưa từng có tiền lệ và không giống với bất cứ tiêu chuẩn ngoại giao thông thường nào. Ông Donald Trump cũng còn có lời mời ông Kim Jong Un tới thăm Nhà Trắng trong thời gian tới. Nếu lời mời này thành hiện thực, ông Kim Jong Un cũng sẽ trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đặt chân tới Hoa Kỳ. Liên quan đến cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên giữa hai nước, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong Un đã nhất trí nối lại đối thoại với cuộc tiếp xúc đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra trong 2 đến 3 tuần tới. Phát biểu với báo giới sau khi tiễn Chủ tịch Triều Tiên về nước, Tổng thống Donald Trump cho biết, thông qua cuộc gặp tốt đẹp hôm nay, hai bên đã nhất trí nối lại đàm phán. Mỗi nước sẽ lập ra một nhóm